Alright. Xin chào tất cả các anh chị em đồng ngư đã đến với kênh của HB Nguyễn. Thời gian qua, trong thị trường cá cảnh mới xuất hiện thêm một loài cá chép có tên gọi là cá chép sư tử hay cá chép đầu sư tử, cá chép soft body sư tử. Khi còn nhỏ chúng nhìn như những loài cá chép phụng, cá còi bướm, nhưng khi lớn lên đầu của chúng vô ra nhìn như đầu một con lân sư. Đó là lý do mà chúng được người ta gọi là cá chép sư tử hay chép đầu lân. Loài cá này xuất xứ từ Đài Loan. Chúng có hình dáng khá ngộ nghĩnh, tròn chỉnh, vây với đuôi sẽ dài ra khi cá trưởng thành. Cá rất phàm ăn nên các bạn đừng lo lắng về thức ăn cho chúng. Các bạn có thể cho ăn thức ăn viên, những loại cám khô. Theo như quan niệm của một số người chơi loài cá này, thì họ tin rằng loài cá này sẽ đem lại tài lộc và may mắn cho họ. Cá tương đối dễ nuôi, không cần chăm sóc cầu kỳ, nhưng cần có oxy nếu các bạn nuôi cá trong bể kính trong nhà nha. Các bạn nên nuôi chúng chung với những loại cá vàng, cá chép. Không nên nuôi chung với những loài cá nhỏ vì chúng có thể nuốt những loài cá đó và tránh trường hợp những loài cá nhỏ rỉa về chúng. Hiện nay thì Việt Nam vẫn có nhập về để bán, nhưng giá tương đối cao, giá dao động từ 500.000 đến 800.000 một con, size to có thể lên tới hàng triệu. Các bạn có thể tìm mua ở những tiệm cá cảnh. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ HB Nguyễn nhé. Bye bye!